Xá lợi tử, bản tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra, nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Xá lợi tử, bản tánh của tỷ giới là không, nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra, nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là tỷ giới. Xá lợi tử, bản tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra, nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Xá lợi tử, bản tánh của thiệt giới là không, nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra, nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là thiệt giới. Xá lợi tử, bản tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra, nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Xá lợi tử, bản tánh của thân giới là không, nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra, nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là thân giới. Xá lợi tử, bản tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra, nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Xá lợi tử, bản tánh của ý giới là không, nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra, nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là ý giới. Xá lợi tử, bản tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra, nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Xá lợi tử, bản tánh của địa giới là không, nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra, nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là địa giới. Xá lợi tử, bản tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không, nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra, nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là thủy hỏa phong không thức giới. Xá lợi tử, bản tánh của thánh đế khổ là không, nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra, nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là thánh đế khổ. Xá lợi tử, bản tánh của thánh đế tập diệt đạo là không, nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra, nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là thánh đế tập diệt đạo. Xá lợi tử, bản tánh của vô minh là không, nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra, nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là vô minh. Xá lợi tử, bản tánh của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra, nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là hành, cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não. Xá lợi tử, bản tánh của cái không nội là không, nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra, nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là cái không nội. Xá lợi tử, bản tánh của cái không ngoại,
cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị, do duyên cớ này. Nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh. Xá lợi tử, bản tánh của bố thí ba la mật đa là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị, do duyên cớ này. Nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là bố thí ba la mật đa. Xá lợi tử, bản tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị, do duyên cớ này. Nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, bản tánh của bốn tịnh lự là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị, do duyên cớ này. Nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là bốn tịnh lự. Xá lợi tử, bản tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị, do duyên cớ này. Nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Xá lợi tử, bản tánh của tám giải thoát là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị, do duyên cớ này. Nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là tám giải thoát. Xá lợi tử, bản tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị, do duyên cớ này. Nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là tám thắng xứ cho đến mười biến xứ